mời chị qua xem nhà. Chào em. À mà khoan, Cương sinh năm bao nhiêu? À em sinh năm 90. 90 mệnh thổ, mình mệnh mộc, thổ là đất, mộc là gỗ, quan tài với đất hợp nhau quá còn gì. Ok, rất vui được gặp cưng. Căn hộ chị mua ở đâu nhỉ? Dẫn chị qua. Em mời chị qua xem nhà. Mà khoan, đợi chị một tí. Alo, con chào thầy ạ. Thế thầy, thầy cho con hỏi là bây giờ con đang đi xem nhà, con muốn bước vào nhà thì bước chân nào trước để lấy may ạ? Dạ dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Đi em. Em mời chị. Em bỏ hết giường, vứt hết giường đi cho chị. Chị mạnh thổ, chị nằm đất thôi. Ở đây trên đầu giường của vợ chồng chị em vẽ cho chị một cái bếp ga. Chồng chị mạnh hỏa nhá. Dạ vâng ạ. Con chị mạnh kim, trên đầu giường của nó em vẽ cho chị một cuộn chỉ nhá. Vâng ạ. Nhà bếp này bố trí theo kiểu châu Âu mà nhà phía đầu thì theo hơi hướng châu Á. Mà kể cả theo châu Phi mà kệ tivi là nhiều là theo châu Mỹ nhá. Tính chị đơn giản ấy mà, không cầu kỳ đâu. Dạ vâng ạ. Phòng khách là phải có bàn, phòng trong phải có thêm màn nhớ chưa? Rèm kia chớ để lưa thưa mà bàn ăn thu gọn cho vừa chỗ kia. Cây hoa cho hết ra gì mà móc phơi quần áo để em nhớ chia cho đều. Sao? Có nghe thấy chị nói gì không? Để chị đọc lại từ đầu nhá. Ơ dạ. Một cộng một là 2, 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 nhân 2 là 12. Dạ, chị ạ. Hôm nay chị mới đến ngôi nhà phải không ạ? Thôi em, đợi rồi em mời chị ngồi ạ. Bên em có rất nhiều kiểu mẫu căn hộ mới, mời chị xem qua catalog ạ. Căn này giá bao nhiêu em? Căn này thì có giá 3 tỷ ạ. 3 tỷ à? Thế còn căn này? Căn này có giá 2 tỷ rưỡi ạ. Còn căn này? Căn này có giá 4 tỷ ạ. Thế ở đây rẻ nhất là bao nhiêu? Rẻ nhất thì chị có thể tham khảo căn này 2 tỷ ạ. Thế còn đắt nhất là căn nào? Đắt nhất thì bên em rơi vào khoảng 7 tỷ, bao gồm hệ thống cách âm hiện đại, cửa kính chống tia cực tím, gỗ lực phun sàn nhà và trần nhà chị ạ. Căn này bao nhiêu? Giá thế nào? Cho chị xem giá. Dạ, cuối cùng thì chị muốn lấy căn nào ạ? Ừ thôi, bây giờ chị chưa mua được, để chị về tham khảo thêm nhé. Chào em. Chúng ta không có quyền. Chào bác ạ. Bác ơi. Dạ, cháu có thể giúp gì được cho bác không ạ? Bác muốn mua chung cư. Vậy thì bác đã tìm hiểu qua về giá cả của chung cư chưa ạ? Bác biết gì đâu mà tìm hiểu. Bác thấy ở kia nó to nó đẹp thì bác vào. Bác muốn mua chung cư cho con trai bác. Vậy thì bác có thể ngồi xuống đây để cháu có thể tư vấn thêm cho bác được không ạ? Ừ, được. Dạ vâng, cháu mời bác ngồi ạ. Dự án này bên cháu là căn hộ cao cấp nhưng giá khá là cao, thường là trên 5 tỷ một căn 2 phòng ngủ. Hay là để cháu giới thiệu cho bác một dự án khác có giá thấp hơn, tầm 1 tỷ một căn được không ạ? Con trai bác là con vàng con bạc, cứ cho bác căn tốt nhất xem nào. Nhưng mà giá khá là cao đấy bác ạ. Cao là cao thế nào? Penthouse giá như nào cháu? Bác hỏi penthouse giá như nào? Tiền nha bác, tiêu ba đời không hết nhá. Đừng tưởng bác ăn mặc như này là không có tiền. Cho bác hẳn 2 căn penthouse 200 mét vuông. Smoke weed every day. Chị đi xem nhà, em mời chị ngồi. Dạ, em mời chị xem qua catalog ạ. Bên em có rất nhiều mẫu nhà đẹp để chị tham khảo. Giá? À, dạ, căn nhà này là 2 tỷ chị ạ. Giá cuối đi, đừng nói thách. Dạ, đây là giá niêm yết rồi chị ạ. Căn nhà này còn được trang bị cả hệ thống cách âm đấy ạ. Ui giời ơi, chị cần gì dăm ba cách âm với ba hả bẩn? Tháo hết cách âm cho chị, giảm giá 1 tỷ được không? Dạ, không được đâu chị ạ. Tỷ 1, chốt được thì chị ở luôn. Chị thông cảm, bọn em cũng chỉ là nhân viên tư vấn thôi nên không quyết định được về giá đâu ạ. À mà chị thấy nhà này nhiều cửa sổ quá, giờ em lắp hết cửa sổ đi cho chị, trừ chi phí cửa sổ là giảm được chứ gì. Không được đâu chị ạ, tại vì nhà này đã là phun sàn gỗ trần gỗ thì không có giá đấy đâu ạ. Chị cần gì trần gỗ với cả sàn gỗ, giờ em kệ hết bỏ đi cho chị, trừ chi phí gỗ đi, tầm tỷ 3 được không? Dạ chị thông cảm, nhà đã như thế rồi thì sao sửa được ạ. Ui giời ơi, giờ dẹp hết nhà vệ sinh đi. Chị cô thì có giảm không nào? Tỷ 4 nhá. Dạ bọn em xin lỗi, bọn em không giảm giá đâu ạ. Bây giờ 2 tỷ thì có được ưu đãi gì không? Căn nhà này đã được bao gồm một vài nội thất cơ bản cho gia đình mình rồi đấy ạ. Thế thôi à? Thế không tặng kèm điều hòa hay là chăn ga gối đệm gì à? Hay là có tặng kèm bộ nồi niêu xoong chảo hay là bếp điện bếp đủng gì không? Dạ không chị ạ. Còn internet thì sao? Chị thấy nhiều bên nó còn tặng kèm cả một năm sử dụng internet miễn phí đấy. À mà em bán hàng cho chị kiểu gì chỉ được hoa hồng? Cắt thêm cho chị đi, chỗ người quen cả mà. Ơ cắt gì ạ? Cắt cái chỗ hoa hồng của em ý. Chị đòi cắt máu, cắt hoa hồng thì bọn em sống làm sao được ạ? Hai tay anh ôm sương dòng rất đông, đôi vai anh man nỗi buồn rất đông.